Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Từ Quế Minh Thơ Như Hiền, một lần đầu xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi vào một ngày thứ sáu cuối tuần qua cà phê sáng. Good morning, Như Hiền. Good morning, anh Trọng, và Happy Friday, anh Trọng, và kính chào tất cả các quý vị cà phê sáng. Ngày hôm nay, sáng hôm nay như quý vị đi ra ngoài là trời không có còn mưa nữa, chỉ ướt do đêm qua. Mưa rất là nhiều vào ngày đêm qua, và ngày hôm nay trời tại Westminster là không mưa, trời âm u, và nhiệt độ cao nhất ở hiện tại ở bên ngoài là 55 độ, và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là 62 độ và thấp nhất là 55 độ, thưa quý vị. Và trời có nhiều mây vào trưa và trời sẽ nắng lên được chút xíu. Và ngày thứ bảy, chủ nhật thì trời không có mưa. Vào ngày cuối tuần này, nhiệt độ rất là lý tưởng và rất là tốt và ấm áp và không có mưa. Và qua 4 ngày mưa đến bây giờ và ngày hôm qua lũ lụt rất là nhiều và quan trọng. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện khí hậu thời tiết tại miền Nam California. Nhưng đặc biệt nếu quý vị có một cái tầm nhìn xa hơn thì tất cả các tiểu bang ở miền Đông Bắc, đặc biệt nhất là tại New York City. Và bắt đầu cuối tuần này thì tại New York City, một cơn bão tuyết sẽ đổ xuống, có thể rớt của tuyết nằm xuống ở thành phố New York trên 6 inch. Kính thưa quý vị, chắc có lẽ quý vị nếu có điều kiện đến Hoa Kỳ thì vào những cái mùa này thì ở tất cả các tiểu bang ở miền Đông Bắc giống như Trung Mỹ và đặc biệt như là tại Chicago thì quý vị sẽ thấy toàn bộ những vùng đó sẽ bị tấn công liên tục bởi những cái cơn tuyết mà ảnh hưởng cho đến vấn đề giao thông rất nhiều. Đến bây giờ sáng nay thì chúng tôi cùng với quý vị trở lại để xem tất cả những sự kiện diễn ra liên tục tại Washington DC như thế nào. Như quý vị đã biết, vào hôm thứ tư đến trước đây, cách đây 2 ngày thì chính bà chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi đã gửi một cái lá thư cho đến Tổng thống Donald Trump và nói rằng cái ngày mà Tổng thống đến để đọc một cái bài diễn văn gọi là Thông điệp Liên bang sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 1. Đến bây giờ thì trong cái hoàn cảnh chính phủ đóng cửa và vấn đề có thể nói là bảo đảm an ninh cho tất cả các nhân vật cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ, và có thể nói đó là một ngày quy tụ trên 535 vị dân cử đại diện cho toàn liên bang sẽ có mặt trong tòa nhà của Hạ viện Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì tất cả các giới chức cao cấp của quân sự cũng giống như là tối cao pháp viện và đồng thời thành phần của ngoại giao đoàn, tất cả những khách khứa của Tổng thống mời đến tham dự để nghe Tổng thống đọc bài diễn văn liên bang. Nhưng trong điều kiện mà chính phủ đóng cửa, chúng tôi không thể cung cấp được tất cả cái phương tiện an ninh, bởi thế bà yêu cầu Tổng thống Donald Trump tạm hoãn cái bài diễn văn liên bang này cho đến lúc nào chính phủ hoạt động trở lại. Nhưng nếu Tổng thống muốn thì Tổng thống có thể đọc bài diễn văn đó tại Quốc hội, tòa Bạch Ốc, hoặc là Tổng thống sẽ gửi cái bài diễn văn đó đến đây và Quốc hội chúng tôi sẽ đọc ra. Sự kiện này đã làm cho ông Tổng thống Donald Trump có vẻ hình như mày không mấy hài lòng. Và trong một thời gian, ông không có tiết gì, ông không đề cập đến vấn đề này. Và những chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, thưa Như Hiền? Thưa quý vị, và cuộc chiến của Tổng thống và Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện, như anh Trọng cũng đã nói, là Nancy Pelosi vẫn đang diễn ra, và đây là một trò chơi siêu thật về lập hiến. Và Tổng thống Trump đã gửi một bức thư vào ngày thứ Năm cho bèo Pelosi và nói rằng là anh ta không rất là hối tiếc rằng là trì hoãn cái chuyến đi của bà Pelosi trong đi đến Brussels, đến Ai Cập và Afghanistan. Và ông ta cũng nói rằng là điều tốt nhất là bà ở lại Washington để đàm phán về công việc. Chính phủ đang bị shutdown, đang bị đóng cửa, và cái lá thư ở trên màn hình quý vị cũng đã thấy, do Tổng thống Trump viết cho bà Nancy Pelosi. Rõ ràng nếu bà muốn thực hiện cái chuyến đi này bằng máy bay thương mại thì bà có thể làm công việc đó. Và ông đã viết rằng là kể từ khi bà một ngày trước đó, ông đã hoãn lại, bà Pelosi đã gửi cho ông một cái lá thư để hoãn lại về vấn đề thông điệp toàn liên bang mà như chúng tôi đã vừa mới trình bày. Từ chối máy bay quân sự cho một nhà lập pháp cấp cao đi đến một khu vực chiến đấu là rất hiếm, chưa bao giờ xảy ra ở trong gọi là cái ngành hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp đã mất cảnh giác,
có thể họ không bao giờ nghĩ đến chuyện này sẽ xảy đến. Một chiếc xe bus, kính thưa quý vị, đã chở toàn bộ tất cả những vị dân biểu liên bang tề tụ và để đi đến phi trường Andrew đáp chiếc máy bay quân sự đi thăm ba nơi: Bristol, Ai Cập và Afghanistan. Nhưng kính thưa quý vị, chỉ có một giờ trước, Tổng thống với tư cách là tư lệnh tối cao của quân đội, ông đã ra lệnh hoãn chuyến máy bay và không cho chuyến máy bay cất cánh. Có thể nói đây là một sự kiện rất ngỡ ngàng đối với bà Nancy Pelosi, dù cho bà không có mặt trong chiếc xe bus đi ra phi trường. Tuy nhiên, có thể nói đây là một sự kiện mà làm cho bà không biết phải tính toán như thế nào. Vì lý do an ninh, bà Pelosi thì thường thường thực hiện các chuyến đi như vậy trên một chiếc máy bay quân sự. Và cái chiếc máy bay quân sự này thì do Lầu Năm Góc, tự nhiên là Ngũ Giác Đài, là Bộ Quốc phòng đứng ra và tổ chức. Theo một quan chức của Bộ Quốc phòng cho biết thì bà Pelosi đã yêu cầu Bộ Quốc phòng hỗ trợ cho chuyến đi nước ngoài và cái sự việc này đã được phê chuẩn. Quan chức này cũng nói rằng Tổng thống có thẩm quyền hủy bỏ sử dụng máy bay quân sự. Một trong những vị gọi là có quyền lực của đảng Dân Chủ đó là dân biểu Adam Schiff ở California. Ông đã cảnh giác Tổng thống Donald Trump và nói rằng Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ các kế hoạch đi lại vô một tổ chức của lập pháp một cách chặt chẽ như vậy. Tôi nghĩ rằng quyết định của Tổng thống về việc tiết lộ một chuyến đi đến vùng chiến sự là hoàn toàn vô trách nhiệm về mọi mặt. Kính thưa quý vị, có thể nói đây cũng là một cái lý do để cho phía bên Hạ viện đưa ra. Vì ông có thể đưa và ngưng không cho chiếc máy bay, nhưng tất cả cái sự kiện về chuyến đi của Quốc hội đến một cái vùng gọi là chiến sự thì có thể nói phải được dự kiến mà không được đưa ra. Chuyến đi trước đây của Tổng thống Donald tới Iraq thì cũng đã được trong cái mùa Giáng sinh thì cả được giữ rất là bí mật, đó là vì lý do an ninh. Thế đến bây giờ chuyến đi của chúng tôi thì lại tiết lộ một cách công khai như vậy. Và người phát ngôn viên của Nhà Trắng đó là bà Sarah Sanders đã cho biết rằng Tổng thống Trump muốn bà Pelosi ở lại Washington trước ngày thứ ba, thời gian chuẩn bị cho cái vòng thương lượng tiếp theo. Đây là một cái vấn bài giống như vấn bài chính trị vậy, như Huyền. Yeah. Ông bà không muốn tôi đọc diễn văn ở tại lưỡng viện Quốc hội. Yeah. Thì tôi cũng không cho bà đi một cách hợp pháp. Hiến pháp, những cái điều mà là ông Tổng thống Donald Trump và bà Pelosi không có vi hiến. Mm. Thì không có thể nào mà ai có thể lên tiếng gì được cả. Nhưng đây là một cái sự kiện cho thấy một cái trò chơi chính trị giữa hai nơi. Yeah. Đây là hai người lãnh đạo quốc gia của chúng ta. Họ phải đặt quyền lợi chung của quốc gia. Nếu chuyến đi của Hạ viện là một trong những cái sự cần thiết, nhu cầu đòi hỏi về vấn đề quân sự của Quốc hội, thì không một cái lý do gì chúng ta không cung cấp máy bay cho bạn đi. Nhưng mà như Huyền theo dõi thì đến 3 giờ chiều sự kiện gì lại xảy ra thưa như Huyền? Vào 3 giờ chiều thì vợ của Tổng thống là bà First Lady, là đệ nhất phu nhân Melania, đã dùng chiếc xe Air Force One, là một chiếc xe của chính phủ, là nhà chiếc máy bay, chiếc máy bay của chính phủ, để đi về Mar-a-Lago, tức là nơi nghỉ mát, là nơi chỗ ở và nghỉ ngơi và nghỉ mát của Tổng thống Trump và của bà đệ nhất phu nhân. Và khoảng 2 giờ sau khi Tổng thống Trump hạ cánh, Pelosi và phái đoàn của cô, một chiếc Boeing 575 đã được sửa đổi của không quân và cất cánh từ căn cứ chung ở bên ngoài Washington với biểu hiện đối với gia đình của Tổng thống khi không đi cùng với họ. Và bà Melania đã dùng chiếc máy bay của Tổng thống và của chính phủ đã đi về Mar-a-Lago. Kính thưa quý vị, lẽ dĩ nhiên thì tất cả những cái lý do này chúng ta cũng không cần bàn cãi nhiều, vì tất cả các sự di chuyển của tất cả các yếu nhân đều cần được phải có một cái phương tiện riêng để được bảo đảm. Nhưng cái sự kiện trớ trêu khi mà bà Nancy Pelosi đã sử dụng một trong những cái lý do vấn đề chính phủ đóng cửa, thật sự ra cái vấn đề an ninh của Tổng thống có bị giới hạn hay là không? Chắc là quý vị tự mỗi một người có câu trả lời. Tuy nhiên, điều mà bà Nancy Pelosi không để cho Tổng thống Donald Trump, nghĩa là không muốn Tổng thống Donald Trump biện cớ lý do này, lý do nọ để Tổng thống không đến được Quốc hội. Vì chỉ có một mình bà Chủ tịch Hạ viện mới có quyền triệu tập hai lưỡng viện, cả Hạ viện và Thượng viện, thưa Nhi Huyền. Yeah. Bởi thế đây là một cái sự kiện mà có thể nói rằng làm rất nhiều người chú ý đến. Nếu trong cái tình trạng căng thẳng và tất cả những cái phương tiện gọi là trù dập nhau như vậy, liệu có thể đưa quốc gia đến một cái chỗ gọi là đoàn kết để đưa nước Mỹ đến một cái phương châm như Tổng thống Donald Trump đã nói, đó là Make America First, không thưa như Hiền? Yeah. Đây là một trong những sự kiện mà rất nhiều người và tất cả những cơ quan truyền thông báo chí đều ngỡ ngàng vào ngày hôm qua.
Lại dĩ nhiên, bà Tổng thống Donald Trump cũng đã nói rằng tôi cảm thấy trong giai đoạn này tốt hơn bà nên ở lại Washington DC để đàm phán với tôi và tham gia phong trào bảo vệ an ninh biên giới một cách rất mạnh mẽ để nhằm chấm dứt cái vấn đề gọi là đóng cửa chính phủ lúc này. Rõ ràng nếu bà muốn thực hiện cuộc hành trình của mình bằng máy bay thương mại, đó là chắc chắn quyền của bà. Tuy nhiên, nếu mà Quốc hội đi trên một chiếc máy bay thương mại có một cái chuyện gì về vấn đề an ninh thì lúc đó tình hình sẽ như thế nào? Hoa Kỳ là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới, thành không thể nào để cho tất cả những vị đại diện cho người dân đi bằng chiếc máy bay thương mại như vậy được. À, kính thưa quý vị, đây là một trong những cái sự kiện mà chưa bao giờ gặp đến. Có thể nói rằng chính phủ Hoa Kỳ từ ngày đến bây giờ có nhiều lần đóng cửa, nhưng đây là lần đóng cửa lâu nhất và đây cũng là một cái sự kiện căng thẳng giữa hai người, đó là Chủ tịch Hạ viện và Tổng thống của Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi trở lại quý vị trong giải đáp.